anh còn ngồi tận đằng sau đấy, nó mà nhìn thấy là có cái anh Tây này là dễ nhân diện. Đây, ba lô. Phía bên kia đồi là của bên Trung Quốc rồi chứ nhỉ? Qua đây phát Trung Quốc, bên kia nhìn thấy kìa. À. Đây cả nhà ơi, đã đến nước bạn rồi. À, hôm nay có các sếp với ta rồi. Alright, so I'm taking the local bus from Kabak City. Đây, cực cực, quốc tế Trà Lĩnh. Nhưng mà 12 giờ trưa mà nó nghỉ không nhỉ? Không nghỉ đâu, có khách lúc nào vào lúc đấy đâu. À. Nhưng mà 5 giờ chiều là nó nghỉ đấy. À. Đây buổi như buổi sáng thì nó chắc ấy hơn. Buổi sáng rất đông ấy nhỉ, chủ nhật. Đây, rồi ok. Đây có nhà vệ sinh không? Thế là xem nào. Ê, hãy bình cười em. Đó nó nhá tô tờ má. Không, phải đi sang. Vì nà xem khơi gì mà. Ờ, hai giờ nó khơi. Dâu 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 nà xem. Vì nà chén á, vì nà chén đâu. Yêu chồng bộ tờ là. Lên lên khoai. Tần xa yêu lịch sử chén thì yêu chồng bộ quê. Mấy yêu. Phản chất bộ suy, lấy lấy cho viên cho mấy vấn đề. Khơi, lên lên lên. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo vlog nha. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở bên nước bạn, ở bên Trà Lĩnh, bên Trung Quốc. Thì hiện tại bây giờ thì mình đã đi sang bên kia để tìm xe. Hello, ni hao. Sao mà xưa? Chào xưa. Này, nó cái thay sâu rồi. Hỗ trợ. Mì gan thay chỗ nó mà bảo mạng là liều lên. Thế nào đi chào? Chứ lì xí chai Việt Nam la của lái xe bà. Việt Nam trong nào đi đâu yếu. Thái Quốc cũng yếu. Chứ có yếu hết tôi nào chẳng này? Không phải. Để đầu nó tới chỉ bộ à. Cái bộ chứ có yếu hết vậy. Mì yếu yếu hết đấy mà. Tôi à. Trung Quốc có thể không? Tôi là người Trung Quốc. Bạn không phải Trung Quốc. Người Trung Quốc nói chuyện chỉ có người là Quảng Tôi cũng là Quảng Xí. Bạn là người Trung Quốc. Bây giờ có bán không? Bây giờ có. Qua 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 chỗ bên này mà. Ủa, ừ, trên khẩu ăn đi. Trên đây là... Nếu dân đi, dân đi bằng cái chuyện nào. Cái nhà xuất cảnh là bên kia kìa. Chị... Chị tao sơ chan, để tao chạy chảo linh hoài cơ sở chị. Ờ. Chạy sân lì miên là. Ờ. Tao nạp hồ sơ chan. Lần hậu chạy 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 cho linh hoài cơ sở chị chân lì miên. Tuy. Trên lì miên chứ chinh xì là ổ. Tuy, chơi lì chơi chinh xì sư thôi. Đây cả nhà, hiện tại bây giờ thì đã đang và đến bên trong cái lòng thành phố Trinh Si cả nhà nhé. À, nó sẽ sàn lần sơ chứ lá khơ là ổ. Sàn lần mô thỏa chơ sư lá khơ đấy. Ở trong thị trấn lì miên lá khơ. Khởi ý à. Bộ mến chế viên lũ của cái là khơ thôi, chỉ nâng la nó có mô thỏa sơ là cho liền cái gì nữa chỗ.
这里这里就这种两个人车轮呢，它是在带部载接上，全部带五六个也可以哦。对，我们那边三轮摩托车拉客的，它随便里面就是坐满，都行，三四个。我们那边那个拉客摩托车只能拉一个人，在后面跟一个开才能。反正像这种摩托车两轮一样的嘛，两。 两轮的摩托车，它坐一个人，差不多跟那种那个红色，差不多一样那种。往这边往左走，这就是到车站了，去车站了。啊 ，OK。 去哪里的车都有了。嗯，回到那个现在这个终点有没有？应该有吧。有，那我的车。 近期这边没有地方，应该有。反正你到那个车站里面去买票就行了。啊，带这个我这个护照应该可以。像以前就不用那个身份证了啊。对。现在不行了。啊。我们那边都一样，现在买票小那个地方还可以，那个去大的地方也要用身份证呢。是啊。 你有这个证件都可以的，是在那里面那里车站，找个地方停车先。好 ，OK， 我带你过去嘛。啊，这边美丽好多啊。你看，这里都是住了，宾馆这些地方都可以住了。啊、小妹妹，<笑>这可以住了，宾馆。 你扫我吧，我都没网络，没有网络，我打开给你啊。啊，OK。刚才打开给你就可以用了嘛。打开。刚才我进里面去的这个八个把密码，可以用了吧？你扫我的，你这样就我退出来，我退出来。好，OK。嗯。OK，这样这样假的。OK。以后出来了就找我就行了。 OK，可以了，可以了嘛。哎，到了。对，石磊。哦，叫石磊。不是，这个是这个随便写的，这个名称而已，只是一个名称而已。啊。OK，可以。好 ，OK。那你。下次。那个人现在不知道 đang bên trong cái bến xe。 Và không biết là còn xe đi nạp oi không nha cả nhà nhé. À. Thấy vô bà. Thâu nghe gan cùng gan gan cùng cháu trả chẳng có tiếng ta. Nghe thái của tông tơ. Hello, 大哥。过来，过来，过来。哦。大哥，你不摸那那盖子玩？可以走了吧，师傅？走了，等你哦，我两个都走了。我有点走了吧。 我乡下吧，在我老家。 包括那边是跟这边广西跟那坡这边是一样的，可是那个点钟这边比较快了一点点，快了一个钟。我们四点到三点呢。对啊，现在这边是。我们十七点，大概十五点那个十六点呢。对，那个十四点。那边应该十六。
16点多，差不多17点，是在这边是17点47分了。 差不多17点，是在这边是17点，是17分了。啥一个小时哦？对啊。那你以前打仗的时候还小了哦。还小不？那时候我们打仗的时候，我们刚12岁呢。嗯。那时候还。刚12岁呢。那时候睡在包包洛那边吗？ 是啊，巴洛那边那个，也从我们北都北升上去那个面梁啊，还有那个拿部那个相机那个。国东沙啦。嗯。东沙是有。国邦呢？国邦。我们还有申请哪里呢？不过现在割不得喽。没有没有护照，没有证，割不得，边面证割不得哦。对。 现在比较查严一点。我们等割半年，比长不要这么样做这样的。他眼睛检查割出来的，效果不得的。效果呢？他们讲效果等半两天，等当天讲讲开钱这样嘛，喏，是不是这样啊？喏。是啊。 再不得一下喽！宝宝，宝宝，嗯，这么重，问的，要不问没能来一下，你呀，呀，真宝宝吗？哎，啊，来没？那么才两岁，快点走，你咋整啊？ 那那，我跟怀疑，怎么是老人？哈哈哈哈哈！ 哦，没你，亚来干的，你要归你。我现在录下来，没放来，但我能叫，放可以。 ตรงเกียงกระตามกบเนยก็คนมุนก็นั่นมันจะคงมุนมาเจ้าก็เจ้าเจ้านั่นจะเดามามูมูสุดเดามือว่าเจ้าอะไรเจ้าบายอะไรเจ้าดิสังบายเจ้าดิสังอืมปูอยู่ก็อย่าร้านสิยอดดัดเลยจะร้อยกระดังไม่แค่อยู่มันนั่งแม่ไม่เอาใจนั่นไอ้เราเท่าไอ้มันจริงตัวมันมันตู้วีซานเนี่ย
Bây giờ chứ có hay mà. Bây giờ lấy một phút này thì bây giờ đi hơn nơi là mấy phút. Không, một đi ai hay lên, một đi một ai lên. Nói chuyện từ cái lỗ ai cho mà hệ lúc chào này. Đây mình cho mọi người xem ở bên nông thôn Trung Quốc ở bên này thì họ sang bên này làm dâu ấy. Thì có sướng hay không nha mọi người nhá. Đây hiện tại bây giờ thì ở đây thì ở một cái nông thôn. Và nông thôn ở đây thì nhà rất là khang trang luôn. Đây. Đây thì họ làm kiểu dạng như chung cư cả làng người ta ở sát nhau. Đây, hầu như là nhà nào nó cũng tương đối tương đồng nhau. Đây và phía đằng trước đây thì nó cũng dốc và những cái đồi núi rất là cao giống như bên mình thôi. Có rau, có cỏ. Đây là dì của mình nha. Đây ở bên trong này là bếp này cả nhà. Cái này là cái cái này là cái thịt gác bếp. Vẫn còn đun bếp củi nha, ở đây nông thôn còn vậy. Ta tìm mấy được lái lâu. Đây là gì của mình này. Thằng mày làm dâu sướng không? Sướng mà. Này nhà 3 tầng, 4 tầng. Đây là hôm nay lần đầu tiên đến đây không biết là tối nay ăn gì này. Ăn thịt bò. Nó ở lạp này. Nhà nó nhanh. Đấy. Và cái này là cái nồi nấu rượu nha. Ừ. Ủa nào, này đam có xin đam nhìn tốt một kia đam này. Pu cái tấu. Đam này. Cách hòa nhang với đam chuông, pu cái tấu. Ồ. Đốt. Tìm cách hòa. Này như chỗ đám tháng chỗ đẹp tìm này. Ừ. Đám tháng như chỗ đẹp tìm này. Rồi này liền. Rồi này. Đâm ngon mà nó không bắt áo đi kêu nè. Ừ, thật phê hết. Mà chỉ sẵn nhằng. Bắt áo đi chỉ sẵn nhằng, ngon hoàng nhằng. Nơi ai bị phân phê bắt áo đi nhằng giao thì. Ở đâu nhìn tấu nhằng. Ngon bu nhằng như đầu tranh. Tôi nhà nuôi yếu lâu bị trô. Nè, thì... Nè, thì sẵn có mỗi nình. Nè, chú nhây lâu bị chất chăm tấu tù bị. Này chẳng cần mấy lần hôm nay đúng không? Cần ra gần cho cụ, gần vào lần bề ổng ổng của tao. Nhưng mà chui đến đây xa thế. Nâng cụ lại tung đi, nó bỏ lại lão vẹt. Lão bật xa nè. Là cụ cụ. 40 phút. Này là nhà, nhau nên xử mấy cái tầng đây nên biến. Cụ đi nó bỏ lại hơn, chứ chú đi nên. Mà, nên chị chơi cho lấy bà tàu nín, mà chị chơi lấy giá vàng. Ồ, cần lấy phản đấy. Ừ, chứ lấy phản. Thế nên lấy xìm bài cho tôi mà. Thì giá lô xí mà chị tôi mà đáng nóng phải bố cọ. Đáng, mấy phải này. Quay mà nãy ô đâm kèm tàu hông nóng phải bố ra. Đây cả nhà, cái này là hình như rau dư nhỉ, phải không? Ừ, rau cải thôi. Chị ải phối cho mà hàng năm à? Không phải. Cũng khổ cũng này. Ừ, làm khô, rau cải khô. Này nó dày vòm nó cần gói ta mà hẹn. Ừ. Đây bên này họ phơi khô này xong thì đến khi ăn là ngâm vào nước nó nở ra nhỉ. Ừ. Đây hôm nay là được thưởng thức món thịt trâu. Thịt trâu, thịt sơn, sơn bò, ở sơn lợn. Sơn. Dễ mà cháy à, thông như khổ chạp, chơi thật. Quên nó mấy con này, mấy năm bị con kìm. Sang bên này là được bao nhiêu lâu rồi nó?
13 năm rồi đó. Đấy, lâu xế rồi đấy. Bị bắn nhắn vào tiếng như mấy con mà này. Trước với ba, ba ngoại xuống Hà Nội ý. Nói một câu tiếng Tàu, một câu tiếng Việt. Họ bảo hả? Cái gì? Nói thế. Mình nghĩ ra. Đây, bên này mình quen. Nói nhầm. Đây, 13 năm là gần như là mất gốc rồi đấy, cả nhà. Wow. Gừng vì hôm nay của. Này bên này gừng to kìa. Này con bé. Lấy hị răm hị bé. Còn có to hơn. Cụ to. Đâu này xuống đây tháng nóng đi đâm. Đi đâm gà. Lào chanh kiểm nhông này. Lào kiểm nhông. Bồm quế lấy cái tớ nóng. Châu đồng khen. Dạ sáng cắm nói. Việt Nam nhang nói. Này cái gì đây? Cái này là cái nấm này cả nhà. Năm gì sâu mà. Sâu mà. Năm tối sâu tuần. Về được năm sau ngày bị đen cái đứng cái tàu sẵn. Về đứng lại. Nghe nhà nói, từng nhà nói nên. Về nhà sẵn cầm đèn mà chơi. Nước này, tôi nhớ đất nước này. Nghe nói nên đi hả nói. Thì chú đêm xấu. Bố nói cái giảm đến cái đào chàng này. Bố đi kiểu mà tớ sẵn kiểu mà chơi. Mày bị cần lái xe vậy. Ăn lắm dầu mới chỉ lại tao năng hệ giống nhau hết bởi vì nó nhà nước làm ở nhà nước bảo là làm giống nhau hết. Đi đó à? Mua sổ mua bò đó rồi à? Nó chắc mình mua bò à? Mua bò như này. Cái dầu dầu rồi à? Bò ở cả vào đâm sừng pin này. Mà. Yêu sổ đâm chỗ lão này mua sổ chỗ này. Bò này thì mua chỗ sừng chẳng à? Nằm bố ấy chính xài không mà? Chắc sắp có giấc nổ ăn nổ ào phì phật. À lại em xài sâu tịch. Nên phần nóng một tù này. Lại bắt khai mấy đây. Nghe cái này em. Sa chạy nổi cái nhân nông một tù nhìn. Phải buông nhắn à? Nhắn này chứ cái nông à? Sáng lâu. Mà xả à? Tôi nhắn tùn này nè. Nhạo con nhắn tổn. Nên mà chứ em bây giờ bác dân nè. Mà nhà ở con nên biết tiêu. Nếu phản thì nó phải lấy nhà xả sống nổi. Bề gì như này, bây giờ như này. Chẳng bị máy và làm nhận số điện thoại bị y lan non nhìn liều lượng ngồi hôm bị dân này. Dân này. Nó xìm nhắn nè. Như xìm nhắn bị. Ơi con Alan nạp nhàn đi Alan nong đấy tự lịp xìm nào đâm đấy nhàn này thiếu đâm ơi cứ nhàn quản với đâm sang cuối anh lấy tăng nào cố định mà gần đến tay nè xuống cái này em lấy bị hiện gần đến tay nhàn gần này đến tay số nè Alan muốn mai bị tự in ở đến tay số đấy bị gần phải nhàn lấy tuần ở đâm này cái này. Rồi này, quài gâu nha. Mai này. Mà. Cần ebay. Đèn láo đâu đèn, không cần e. Na chanh này, nhìn tiệt mày với chơi làm chơi này, in ebay mà. Như này nước muôn này. Nung mai hả, mai tụ mà. Nung thuần muôn, mày mai thì vòm hấp. Cầu mà, nong như nong đường. Phát thích tình
chín nè lâu ai nè mà chín sang cái tàu dương lên xa lá mà yêu ăn nè dạ cũng nhân một một cây cũng nái lên nè mình ra cây cái chú nó thấy dạ dạ cái gì là cái chú nó cái tốt mình làm cái gì bé anh chị mà anh làm còn tiếng phải không ạ dạ ngang cây cái chú nó tí nằm chỉ cái chú nó làn gì đấy tao giờ xuống thứ nào tiếng bài cũng phải tao cũng lên mình xuống thứ nén mà nén cái đánh của tao này nay giờ nó quay xanh nó quay ai thằng nó lai này tranh mua đùng lán mình xì gùn ra là mà xa chàng mới quay mới kéo gửi 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 mà tu nè chàng nà cho nên lâu nên quay nên nấu nhiều nào mình đang ngồi đây你都不接呢我刚才打电话给你你都不接呢我以为你不接我微信那里微信给你打 Hiện tại bây giờ thì cái bến xe ở bên ngoài Nà Po này thì chỉ có một bên này thôi. Một bên này thì làm quầy này. Đấy. Còn phía bên này thì hiện tại bây giờ thì hầu như hình như là họ đang làm để bán hàng, bán xe ấy cả nhà. Đây. Hồi trước mới xây thì có vẻ rất là đông. Nhưng mà bây giờ không có xe chạy rồi. Còn đây là bên ngoài cái đấy. Quảng Châu tôi không có xe rồi, nó cái xe tôi không có, chỉ có chi công quản quay trở lại sẽ dẫn chân ở thành. Này, này có mình nó cái. Thank you.
Đây cả nhà, hiện tại bây giờ thì mình vừa mới xuống xe và vừa mới chạm đất ở bên Quảng Đông. Và hiện tại bây giờ đang là 12 giờ 20 phút. Thì hiện tại bây giờ thì mình không biết là đi đâu tìm nhà ở nữa. Mình sẽ đi ra đằng trước này xem có cái chỗ nào để ở không. Hello, lão bản, hãy vào phòng mà. Cái gì trên này? Hãy vào đằng trên sao? À. Xin hãy cho biết nhiều nhiều sử mất thông xí sư đà. Sư đà? À. Sư đà đuôi mẹ yếu. Đuôi mẹ à? Đuôi mẹ... Chí tiền quan mà nè.开户的呢？啊，那是开那个后门就行了吧？啊，你是啊？越南的？没有，没有大陆身份证。我是越南的，有啊。啊？你有身份证是吧？有啊。你这是护照？对啊。你会中文吗？会的。 你还在开直播？不是。你这个我怎么登记呢？这是中文的还是？越南的。有这个不是可以了吗？你。有没有中文的那个？肯定有啦。嗯。你是就是越南人是吧？对啊。看不上嘛。不是，我是就是第一次碰到。<笑> 河内的，来玩呢几天。你会中文还好一点呢。会一点，会说就看字看不太懂。<笑>那你怎么交流呢？啊。以前是在我们那边是跟你们这边的员工上班一起，然后是。河内的是吧？啊。刚下车，给我一件。
低一点。二楼的。啊。空调好呢。有有那个可以开那个窗，外面的啊。有窗的。嗯、啊。啊，你报个手机号码给我吧。我刚来了，我还没买。手机号码都没有。啊，刚来，刚上车，外面的。哇，你国外的手机号码是吧？啊。嗯。我们那边都没有信号啊，都那个网络不行是吧？那信号都没有那个。你没有开通漫游吗？没有。行吧，你是怎么支付呢？现金啊。多少钱呢？没网络，你房租60。啊，OK。交100块钱。那你电话打不了的话，到这边旅游了。对啊，那你准备关门啊？押金40啊。啊，OK。你是要打个炒粉吗？要吃宵夜还是？有没有饭啊？饭啊，那对面有，对面。这个钥匙等一下开那个后门，那个电子门。啊，OK。会操作吧？这个用那个电吧。嗯，来，我教你一下。用这个按那个后门吧。我这个我懂。等一下，就是这里。啊，这个我懂。205。开一下，有这里啊。啊，OK。有事你打。那我先去，这一家吧。啊，对，就对面。好，OK。那我先去。有事你打，我你电话也打不了。啊，有没有 WiFi 的？有 WiFi 在楼上，WiFi 密码在上面。啊，好，OK。那等一下我再过来。May quá cả nhà. Tìm được chỗ để ăn tối rồi. Nhiều fan à? Mì fan à? Nó cái hồi có 6 phần mà. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo nha. À, hiện tại thì bây giờ mình đang ở phía bên ngoài của bên Trung Quốc đây, và phía bên ngoài đây thì họ đang ở bên ngoài này thì dưới dòng đường thì họ rất là đông. Đây, và đây thì ngay những cái khung đường ở đây thì thật sự mà nói thì ở đây họ rất là đông xe con. Thì hôm nay chúng tôi thì